Mình muốn diệt được mấy cái tánh tham mà nãy Nhật nói á, để mình mỗi ngày mình biết mình sẽ đi về đâu á, là hồi nãy có nói rồi. Mà muốn diệt mấy cái đó á, mình phải làm những cái động tác này. Bố thí sẽ bớt được cái tánh tham tham lam á. Đây cách chữa trị mà nãy mình nói là cái cân mình đo phải không? Bây giờ mình đưa thuốc trị là mình phải bố thí thì tự nhiên mình bớt tham lam. Trì giới thì không có quỷ phạm mấy cái đồ phung phí. Nhẫn nhục là độ và độ giận dữ. Tinh tấn là giải đãi, thiền định là tán loạn, trí tuệ là độ ngu si. Thì những cái đó mình phải thực hành để mà mình biết mỗi ngày á mình sẽ đi về đâu, chứ mình đâu có cần phải hoang mang, mình đâu có cần phải đi coi bói coi cốt, hay là mình đâu có cần phải làm gì đâu. Mình không có cần phải hỏi ông thầy nào hết, mình phải tự mình hỏi mình: hôm nay tôi còn tham không? Nếu còn tôi còn tham có nghĩa là tôi sẽ thành ngạ quỷ xuống địa ngục. Hôm nay tôi còn giận không? Giận thì tôi sẽ thành A-tô-la. Thì đó là mấy căn bản trong kinh Phật có dạy. Sau đó thì họ thiên phải biết về bát chánh đạo. Bữa nay nói chuyện đạo này nhiều nha, ta nói sơ sơ thôi chứ này nó còn dài lắm, nó 3 ngày không hết. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm, chánh định. Có 12 nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Có ngũ uẩn, sắc uẩn, sắc giác quan gọi là lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, đất nước gió lửa, thọ uẩn các loại cảm giác, tướng uẩn nhóm tế bào hoạt động khi ngủ, nhà ngoại cảm đồng bóng tưởng thức tưởng tượng, hành uẩn tạo nên nghiệp thiện hoặc nghiệp ác, thức uẩn nhóm tế bào nằm yên cho đến khi tu xả bỏ hết dục lạc và các pháp. A Di Đà Phật thì gán đi, này còn nhiều lắm, người nó tứ diệu đế nữa, thôi để kỳ sau nói, bữa nay cũng sắp hết giờ. Bây giờ mình ngồi mình nói chuyện tự do rồi bỏ microphone xuống ở dưới, ai muốn hỏi gì hỏi, tại bữa nay có nhiều người ở xa tới, còn mấy này học học hành thì để bữa khác học tiếp. Rồi, bỏ microphone xuống dưới, ai muốn hỏi gì hỏi. Chị này mỉm cười nãy giờ nè, đệ tử mình nè, hỏi đi. Trong kinh Thiên Tâm nó có nói là 3 ngày mậu kỵ đó, dạ là những ngày nào đó chị Bụng? Mùng 8, 18, 28. Bữa nay là ở nhà đọc kinh đó. Chút tối đó là rảnh này xuống đọc kinh với chủ trì của Điện Mẫu dưới là Thiên Trinh, xuống đọc với Thiên Trinh tại ở đó là mẹ đó, mẹ linh thiêng lắm. Mình thì mẹ ở dưới thì Thiên Trinh con ở dưới thì rộng rãi, còn đây thì Thiên Mỹ Hạnh, mà Thiên Mỹ Hạnh chân sưng quá nên không có đọc đâu, Mỹ Hạnh đâu ta, Mỹ Hạnh quá đây à, đứa con chỗ vậy đó. Còn Thiên Long Sơn này có Thiên Tóc Bạc. Ông đọc cái trên. Còn ở bên hiện giờ bên Houston á, là chỗ Thiên Long Côn á, là như có Mỹ Hạnh, có Mịnh Bển với Cẩm Tú với Thu Ba đổ bển á. Chào thầy Kiệt, chào tất cả anh chị em trong hội trường. Tôi có một cái thắc mắc từ hôm thứ bảy tuần trước á, mà tôi không có dám nói ra. Bây giờ tôi để 1:07 hôm nay đây nói cho thầy nghe nè. Nó xéo rồi còn. Và tất cả anh chị em nghe nè. Cái ngày hôm thứ bảy á, tự nhiên tôi ở ngoài đi vào, tôi ngồi cái ghế cuối cùng nha. Thì tôi thấy một cái bà đấy, một cái mũ.
màu xanh, mà trên nó cả trời cái mũ nó như là cái khối á, cái mũ của sao kỳ vậy ta. Và tôi sợ quá, tôi kêu cái chị bên lại, ê, đi kêu bạn lấy cái món dùng đi, người ta khó chịu không sao, người nó khói nó đầy đi. Thưa thầy, vậy là cái gì ở trên cái mũ vậy? Cái như mây như khói vậy. Mà người đó là người thiệt hay là người nộm hay là người khói? Người thật, ngồi đây này có ghế đâu ngon. Mà thấy cái mũ bả như cái khói hả? Như khói xong. Rồi sao ông lại gờ thử? Bây giờ đi hỏi. Trời đất, thấy phải chạy tới liền hiếu kỳ. Ê mấy con phải nhớ nha, họ Thiên không có sợ ma nha. Khi mình thấy ma là mình chừng lại nó là tự động nó biến. Mà con mà chạy là đi sau lưng con á. Thiệt, tin thưa phụ đi. Ok thầy, nói xong để tôi nói tiếp. Chứ đừng á, mình sợ ma là người đời sợ ma, họ Thiên không có sợ ma. Thử đi. Nhưng mà đừng nó sốc nó. Sốc nó nhát con hoài á. Cái là mất đất dĩ kìa. Ok rồi, nó tiếp đi. Thầy nói với cái chị đó, mà nói thì cái miệng chắc có lẽ nói. Cái âm nó phát lớn quá, làm cho mấy người nghe. Tôi nói trời ơi, nhiều cái mũ thì mở lắm quá. Nó như khói mây á. Đi xong tôi đi lên lấy cái mũ dùng quá. Không lấy, tôi run quá. Vô quá thì hai ba chị nghe được cái vô tình. Trong lúc đó tự nhiên thầy kiệt xuống, không biết bà xin cái gì cho con bà với bà không biết, nhưng thầy kiệt nói cho mọi người nhưng mà chuột không là chuột thôi, thôi đừng có để bò vào ngón tay của tôi nha, tôi nói trời ơi, chẳng lẽ tôi thấy cái đó là chuột hả? Đấy, thầy kiệt nghĩ sao? Đó là thầy kiệt nói nha, thầy kiệt nói vô tình là cái ngón tay của thôi mấy con chuột nó bò mọi người, tôi vô tay tôi đấy nha, tôi lấy ra giật cái mũ bà ra, tôi nói ủa chẳng tôi thấy cái đó là chuột hả? Đó và anh thầy đó là hết rồi đó. Và bà có ngồi trong này không? Có bà đi trong quá, đến khi tôi đi bảo với mấy người bà đó bà nào ta mà không nhớ ta, để tôi nghe rồi mấy bà nói đó, mấy cái chị ở bạn nói cho nên nhưng mà đừng có nói tôi là lấy mũ mà thầy liên rồi xuống tôi mà xuống dưới lầu á. Trời ơi, mấy con ma nó chừng đánh quấn tôi không có đánh lại được đâu. Và nói sao bà biết chưa đó, ma quỷ sàng bay như sàng lúa sàng gạo đó, những người thánh là phải có ma đi theo. Cái chuyện là ma nó đâu biết, nhưng mà trong này con ma nào mà nó có xăm mình cỡ nào nó không dám bước vô đây, bảo đảm. Nhưng mà thầy nói cái ở đó nằm mơ ra là thiệt nãy giờ nói cũng thiệt mà, thiệt đây này thiệt, ngày hôm thứ bảy tuần trước cái mũ màu xanh ai là ta một người con là hút thuốc tao khiến á, rồi đó có ban ở đâu sao đâu, ở đó bình thường mà, người thôi người mà. Ủa? Lại có mấy chư thiên này đông lắm nè, đứng trên tường kìa, rồi mấy ông rồng đang trong này nữa, thì là ma nào mà vô đây, chuyện hơi vô lý. Hỏi mình mà thấy được như vậy cái đó có ý nghĩa như thế nào chứ không phải là tôi. Ủa giờ Thiên tôi nhìn thấy nhưng mà mắt Thiên nhãn này không nhìn thấy rồi sao? I don't know. How you think? Phải có, không có gì hết, tại cái người đó chẳng qua là bình thường thôi, không có gì hết. Mà thấy khói hả? Nó giống như mây khói vậy. Mọi người nó khói chịu quá. Xong rồi đó, trời làm ơn lấy cái mũ dùng. Được 5-10 phút sau, thầy xuống, thầy cầm cái mũ bảo giờ chú bà làm ơn lấy cái mũ này ra dùng. Thầy lại giơ ngón tay vẽ lên trán cho bà ta. Thầy nói ê, mấy con chuột mày đừng có bỏ một ngón tay tao nha, làm cho tôi mất hồn chứ tôi xem nếu mà tôi đi luôn đó. Mà tôi cũng chẳng biết tôi là ai nữa. Ok rồi, mời bỏ qua câu chuyện khói này đi. Có ai hỏi gì nữa không? Rồi đưa Bác Thọ hỏi Bác Thọ. Cái microphone này không cần tắt, nó không có tốn pin đâu, chỉ im nó chạc vô thôi. Rồi ok. Nãy nghe Thái Tử nói rằng là ác kiến ngũ trượt. Ác thế ngũ trượt. Ác thế ngũ trượt. Thế là thế gian. Thế gian này eo quá ác. Đồ ngũ thú đồng cư địa, mình đang sống chung như quỷ với thú không? Đúng. Mà bây giờ mình thế này có một cái kiến trượt, tôi cảm thấy là tôi có kiến trượt. Có không? Kiến trượt với ai?
Ai? Roxas. Đừng nhắc mấy cái tên, nó ghét cái kênh mình, nó mua đứt YouTube, nó chặt đứt kênh, đừng có đụng chạm với ai hết. Trừ, nói chuyện khác đi. Tiêu diệt cả nước Mỹ mà mình thấy nó, cái lòng này hận thù quá, xuống địa ngục chắc chắn luôn. Còn sân quá, sân quá. Đang đóng Bồ Tát nghịch để mà nó hành trái đất này thôi, có ở đâu. Nó cũng làm gì cái Thượng Đế á. Trời, tự nhiên nó chưa đụng tới người Mỹ, mình người Việt đi. Con có một câu chuyện hồi bữa ngày giết cha đó. Thì lúc đó ông xã con, ông người Philippines, mà gì cũng có tin nhiều. Rồi bữa đó thì không biết sao mà gì nhắm mắt lại mà thiền. Thì ảnh nhìn thấy một đống lửa, hai đống lửa màu vàng, màu đỏ. Rồi dẫn ảnh đi càng đi. Thì sau đó ảnh nhìn thấy một cái dương mặt của nhà vua. Mà ảnh sợ quá, ảnh không có nói hai tuần sau ảnh mất cả. Mà ảnh chưa bao giờ ngồi thiền. Con có nói với nó là con là đệ tử của sư phụ không? Dạ có. Rồi nó phản ứng như sao? Mới đầu ảnh không có, lúc trước thì ảnh không có tin là có cha có mẹ hiện diện. Tại ảnh là người ảnh là đạo Thiên Chúa, ảnh từng có cha có mẹ, nhưng mà ảnh không có tin nhiều về cái núi Thiên Long Sơn. Nhưng mà từ khi cái bữa đó, ngày đầu tiên ở lên, ảnh gặp vậy thì ảnh tin rồi. Mày nói đâu vậy? Bữa nay có đi ở đây không? Dạ. Nhau kêu dẫn tới cho phụ nhận làm đệ tử kêu về nước Phi á. Dạ. Để nó nói về thiên tâm. Dạ. Nhưng bữa hôm có bữa hôm mấy gì kêu á, những cái người mà nước ngoài á mà biết cho thiên tâm á, là họ có sứ mệnh để sau này thiên tâm đi khắp cả các quốc gia. Cho nên thiên tâm bây giờ mình đủ sắc dân hết nha quý vị. Mỹ là mình có ông Edwin này, ổng ở cái dạng như là khơ thiền rồi đó. Một đệ tử đầu tiên của Thiên Tướng Kiệt ngồi thiền được nhập định. Ông ngồi là ông thấy ông bài, với ông thấy trong cái phòng của ông mà tối á, thấy sáng rực à. Là ông kể y chang, để phụ từng trải qua cho phụ biết. Cho nên đứa đệ tử nào cái việc nói đi, nói tới đâu là phụ biết là thiệt là thiệt. Tại vì không thiệt á, không có biết đầu nói. Ông người Mỹ, ông Mỹ ông nói lắm á. Ông là number one đệ tử. Cái phụ mới coi cốt ổng, thì ra ổng là một ông tiên ở tầng trời thứ bảy. Lúc mà nước Mỹ này mà thời Columbus thành lập á, ổng nhảy dù xuống để ổng dạy tiếng cho mọi da đỏ, dạy tiếng cho cái dân ở vùng này đó. Là ông đó là siêu quá bạn. Thì ổng mình có phước không có ổng làm đệ tử á. Rồi bữa nay dẫn Phi này xuống để độ Duterte. Cái đồ tệ ác quá, giết một cái chết mấy chục người. Người ta bị scare, người ta đâu có làm gì đâu. Để đi ẩn Philippines, độ Duterte. Sao không có? Không có cha mẹ thì sao có Phật, sao có Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là con của cha, Phật cũng là con của cha. Chỉ có ma quỷ là nó không muốn thừa nhận cha. Muốn thừa nhận cái ông râu dài dài á. Ở Việt Nam nhà nào cũng thờ Trình Hình nữa. Nhận vật làm cha, đúng không? Thôi không biết. Cái bác này nè, bác anh hùng, tôi cũng anh hùng nè. Mừng mừng bác cách mạng sớm thành công. Mà giờ cách mạng không thành công, cách mạng sắp tiêu tùng rồi. Bác này lúc trước chiếc cây ở dưới. Hỏi dưới đây, hỏi ông nào đưa cho cái bác anh hùng. Tôi cũng hùng, năm này ông trí thức chưa lắm. Bây giờ bác chỉ là thuộc lòng câu đó không? Nói lại câu đó thôi. Câu bác anh hùng đúng không? Ngăn đưa cho ông à. Câu đó đó, bữa hôm nó hay lắm mà. Nói thử nghe chơi.
Người nào mà nói được câu đó đó là bảo đảm phải qua khóa sĩ quan Đà Lạt. Người thường sao thuộc lòng câu đó, nói đi, nói lại câu đó thôi. Bác anh hùng, tôi trời câu đó bữa hôm nói hay lắm mà. Bác đuổi quân nguyên thanh kiếm bạch, từ giặc pháp ngọn cờ hồng.